Quý khán thính giả đang đến với chương trình tin tức tổng hợp buổi tối của Đài IBC với phần trình bày của sứ ngôn viên Hà Anh và Tuyết Nha. Đài IBC đang phát hình trên các băng tần 57.19 tại miền Nam, 16.12 tại miền Bắc California, trên Galaxy 19 và trên mạng internet ibctv.us. Chúng tôi Hà Anh và Tuyết Nha xin trân trọng kính chào quý vị. Và kính thưa quý vị khán giả, như thường lệ, trước khi vào phần thông tin chi tiết, xin kính mời quý vị đến với phần điểm tin. Nhà hoạt động kiểm soát súng đã ủng hộ việc thông qua luật súng lượng đạn tại Hoa Kỳ. Anh sẽ công bố luật về thương mại Bắc Ireland và hậu Brexit. Ấn Độ phá dỡ nhà của thủ lĩnh Hồi giáo chủ mưu bạo loạn. Nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un gặp các giới chức cao cấp của đảng. Nông dân Malaysia gặp khó khăn trong việc thu hoạch trái cọ. Và sau đây, kính mời quý vị khán giả đến với bản tin chi tiết đầu tiên qua phần trình bày của sứ ngôn viên Tuyết Nha. Nhà hoạt động kiểm soát súng đã ủng hộ luật thông qua luật súng lượng đạn Hoa Kỳ. Những người ủng hộ cả hai bên trong cuộc tranh luận về kiểm soát súng đạn đã nhanh chóng đưa ra bình luận vào ngày Chủ nhật, sau khi một nhóm thượng nghị sĩ hai đảng công bố về thỏa thuận cho một dự luật an toàn vũ khí với đủ sự ủng hộ của hai đảng để có bước tiến hơn trong thượng viện vốn đang bị chia rẽ hiện nay. Nhà hoạt động kiểm soát súng Christian Hay tại Brady đã nói một bước đột phá tiềm năng đối với luật súng mới quan trọng đầu tiên của Hoa Kỳ trong nhiều thập niên, cho thấy chúng ta có thể thông qua luật súng của lưỡng đảng ở đất nước này và bầu trời sẽ không sụp đổ. Nhưng bình luận của ông hoàn toàn trái ngược với Tom Jones, người đứng đầu tổ chức trách nhiệm giải trình hòa Hoa Kỳ bảo thủ, và nói rằng dự luật của Thượng viện đang đi sai hướng. Kế hoạch được Tổng thống Joe Biden ca ngợi bao gồm luật kiểm soát súng của tiểu bang, giữ súng khỏi những ai có khả năng nguy hiểm, kiểm tra lý lịch hình sự nghiêm ngặt hơn đối với những người mua súng dưới 21 tuổi, đàn áp những hành vi stop purchases hay hành vi mua súng bất hợp pháp của những người mua súng cho những người khác không vượt qua được kiểm tra lý lịch bản thân, được tạo ra từ hậu quả những vụ thảm sát vào tháng trước tại một trường tiểu học ở Texas và một siêu thị ở Buffalo, New York. Về dự luật an toàn vũ khí này ít tham vọng hơn nhiều so với những đề nghị do Tổng thống Biden và đảng viên Dân Chủ đưa ra về việc cấm súng trường bắn tự động kiểu tấn công và súng có số đạn cao hay ít nhất phải nâng độ tuổi tối thiểu mua súng từ 18 lên 21 tuổi. Và trong khi đó thì Anh sẽ công bố luật về thương mại Bắc Ireland hậu Brexit. Nước Anh dự kiến vào hôm thứ Hai sẽ công bố luật đơn phương hủy bỏ một số quy tắc quản lý thương mại hậu Brexit và Bắc Ireland khi tranh chấp của Anh với Liên Âu về giao thức này vẫn chưa được giải quyết. Khi Anh rời Liên Âu, Thủ tướng Boris Johnson đã đồng ý một giao thức có hiệu quả để Bắc Ireland trở thành thị trường duy nhất và liên minh thuế quan của Liên Âu để duy trì biên giới mở với Ireland được quy định trong thỏa thuận hòa bình thứ 6 tuần thánh. Bất kỳ hành động đơn phương nào của London nhằm vượt qua hiệp ước sẽ làm dấy lên một cuộc tranh cãi sôi nổi với Liên Âu. Sinn Féin của Ireland, đảng theo chủ nghĩa dân tộc, đã giành chiến thắng lịch sử trong cuộc bầu cử quốc hội Bắc Ireland vào tháng trước, tuyên bố nước Anh sẽ vi phạm luật bằng cách áp đặt các thay đổi đơn phương đối với giao thức. Nhưng Ngoại trưởng của Anh phụ trách về Bắc Ireland là Brendan Blewitt đã cho biết hôm Chủ nhật, luật này sẽ không vi phạm luật pháp quốc tế, đồng thời cũng cho rằng nó cần phải được thay đổi vì đã phá hoại cơ bản thỏa thuận thứ 6 tuần thánh. Ông cũng cho rằng đang làm gián đoạn cuộc sống của người dân tại Bắc Ireland, đang ngăn chặn hoạt động của các tổ chức chính phủ và không tôn trọng thị trường nội bộ của Vương quốc Anh. Lewis đã từ chối cho biết giao thức sẽ được thay đổi như thế nào, nhưng cho biết chính phủ sẽ đặt ra cơ sở pháp lý để đưa ra luật. Ấn Độ phá dỡ nhà của thủ lĩnh Hồi giáo chủ mưu bạo loạn. Giới chức cho biết chính phủ quyền Ấn Độ đã phá dỡ nhà của một số người bị cáo buộc liên quan tới bạo loạn vào tuần qua do các nhân vật trong đảng cầm quyền có những nhận xét xúc phạm về nhà tiên tri Mohammed. Trong video do nhân chứng Abu Shezu quay, máy móc phá dỡ được nhìn thấy đã húc đổ những bức tường của dinh thự thự của Javed Mohammed tại Prayagraj, một kẻ được cho là chủ mưu của vụ bạo loạn trong bối cảnh cảnh sát đang có mặt đông đúc ở đây.
Nhà của hai người nữa đã cáo buộc là bị ném đá sau những buổi thứ sáu và đã bị phá hủy tại Uttar Pradesh. Đảng Bharatiya Janata cầm quyền đã đình chỉ phát ngôn viên Nupur Sharma, trục xuất nhà lãnh đạo khác là Navin Kumar Jindal vì những phát biểu này, vốn gây ra xung đột ngoại giao với một số nước Hồi giáo. Thủ tướng Narendra Modi đã chưa đưa ra bình luận nào về tình hình bất ổn tại đất nước ông hiện nay. Thưa quý vị, trong khi đó thì nhà lãnh đạo của Bắc Hàn Kim Jong-un gặp các giới chức cao cấp của đảng. Truyền thông nhà nước đưa tin hôm thứ Hai, nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un đã chủ tọa cuộc họp giữa các giới chức cao cấp của đảng công nhân cầm quyền Bắc Hàn để thảo luận về các cách thức cải thiện tổ chức đảng và phá vỡ chủ nghĩa quan liêu. Theo đài truyền hình của nhà nước RKT của Bắc Hàn đã công bố các bức ảnh chụp lại cảnh ông Kim tổ chức cuộc họp với các thư ký của Ủy ban Trung ương bao gồm Jo Yong-won và Park Yong-chol vào hôm Chủ nhật. Theo quân đội của Nam Hàn, thì cuộc gặp diễn ra vào ngày Bắc Hàn bắn nhiều phát pháo trong khoảng thời gian từ 8 giờ 7 phút sáng cho đến 11 giờ 3 phút sáng theo giờ của địa phương, trong một cuộc phô trương lực lượng khác sau khi ông Kim tuyên bố sẽ tăng cường sức mạnh quân sự của quốc gia ẩn dật. Ông Kim đã trình bày các mục tiêu nhằm tăng cường sức mạnh quân sự của đất nước và nghiên cứu quốc phòng để bảo vệ các quyền chủ quyền của Bắc Hàn tại hội nghị toàn thể của Ủy ban Trung ương WPK vào tuần trước. Tin từ Malaysia, nông dân đang gặp khó khăn trong việc thu hoạch trái cỏ. Tại đồn điền trồng cỏ rộng lớn của Malaysia, ông chủ là Mosharu Haizam Shafi đi dạo quanh những hàng cây với quả cỏ chín, nguyên liệu thô được sử dụng để sản xuất dầu ăn. Ông chỉ có một công nhân duy nhất để giúp thu hoạch mùa vụ. Ông Sharu đã nói với Reuters trước đây họ có thể thu hoạch 2 lần một tháng, nhưng giờ đây phải giảm xuống 1 lần một tháng. Về năng suất trái cỏ, hiện nay có thể thu được 200-250 tấn mỗi kỳ. Nếu có thêm công nhân, có thể lên tới hơn 300 tấn. Các chủ đồng điền dầu cỏ khác tại Malaysia là nước sản xuất hàng hóa lớn thứ hai thế giới gặp phải vấn đề khó khăn tương tự. Trong bối cảnh tình trạng thiếu nhân công kéo dài trên khắp đất nước, ảnh hưởng tới ngành từ sản xuất tới xây dựng và nông nghiệp. Dữ liệu từ công nghiệp và chính phủ cho thấy Malaysia thiếu ít nhất là 1.2 triệu công nhân trong lĩnh vực sản xuất, đồng điền và xây dựng. Tình trạng thiếu hụt ngày càng trầm trọng hơn khi nhu cầu tăng lên cùng với sự giảm bớt của đại dịch. Một nhà phân tích cảnh báo nếu như tình trạng thiếu lao động kéo dài, ngành kỹ nghệ này sẽ không thể tận dụng được mức giá cao ngất ngưỡng của mặt hàng vì gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu và chiến tranh cũng như chính sách của lực kèo của đối thủ lớn hơn là đất nước Indonesia. Kính thưa quý vị, chương trình tin tức tổng hợp xin tạm dừng giây lát để gửi đến cho quý vị khán giả phần bảo trợ thương mại. Sân ngôn viên Tuyết Nha và Hanh sẽ quay trở lại với một số tin tức mới nhất được cập nhật, như bản tin về nhà hàng kế nhiệm McDonald's mở cửa trở lại ở nước Nga như thế nào và bùng phát ổ dịch quán bar Bắc Kinh xét nghiệm 3.5 triệu người. Tại Việt Nam, thêm nhiều công ty châu Âu đã chọn Việt Nam thay vì là Trung Quốc ra sao, cùng với một số tin tức mới nhất được cập nhật. Xin kính mời quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của IBC TV. Xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của IBC TV trong chương trình tin tức tổng hợp cuối ngày. Thưa quý vị, bản tin tiếp theo đã cho hay, bùng ổ dịch quán bar, Bắc Kinh đã xét nghiệm 3,5 triệu người. Trung Quốc, quận Triều Dương với 3,5 triệu dân, đông nhất ở thủ đô Bắc Kinh, đã tổ chức 3 đợt xét nghiệm sau khi phát hiện ổ dịch COVID-19 từ quán bar. Chính quyền của thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc hôm nay thông báo sẽ tổ chức 3 đợt xét nghiệm diện rộng tại quận Triều Dương với 3.5 triệu dân từ ngày 13 cho đến ngày 15 tháng 6. Quyết định được đưa ra sau khi giới chức phát hiện ổ dịch bắt nguồn từ một quán bar ở khu vực mua sắm và giải trí về đêm tại Triều Dương hồi tuần trước, thời điểm thành phố vừa nới lỏng các hạn chế phòng chống COVID-19. Hiện đã có 166 ca dương tính với nCoV liên quan đến ổ dịch này, trong đó 145 trường hợp là khách đến quán bar. Đợt bùng phát hiện nay rất khốc liệt, nguy cơ dịch bệnh lan rộng vẫn hiện hữu. Nhiệm vụ bức thiết lúc này là truy nguồn gốc ổ dịch cũng như kiểm soát các mối đe dọa.
Bắc Kinh cần ngăn chặn sự xuất hiện của những ca siêu lây nhiễm, theo phát ngôn viên của chính quyền thành phố là Su Hizan đã chia sẻ. Hai khu nhà với hàng trăm cư dân tại một khu vực thuộc quận Triều Dương đã bị phong tỏa chặt chẽ sau khi phát hiện một ca dương tính nCoV. Hàng rào kim loại được dựng lên xung quanh khu nhà, cảnh sát được triển khai ở cổng ra vào, trong khi nhân viên y tế thì phun khử khuẩn. Nhiều cơ sở kinh doanh gần đó cũng bị phong tỏa tạm thời. Khách hàng và nhân viên bị cách ly trong 2 ngày để có thể xét nghiệm với nCoV. Thưa quý vị, bản tin từ Nga, nhà hàng kế nhiệm McDonald's mở cửa tại Nga. McDonald's mở cửa trở lại với tên gọi mới là Vesukno Etoka 3 tháng sau khi chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh của Hoa Kỳ kết thúc hoạt động kinh doanh tại Nga. Nhà hàng kế nhiệm McDonald's đã mở cửa lại đợt đầu tiên với 15 nhà hàng tại thủ đô Moscow và những vùng ngoại ô vào ngày Chủ nhật. Mạng lưới thức ăn nhanh được đổi thương hiệu sẽ sử dụng tên mới trên thực đơn, giữ lại nhân viên theo điều khoản tương đương ít nhất 2 năm. Oleg Parov, tổng giám đốc của công ty công bố thương hiệu mới có nghĩa là ngon và thế thôi. Trong buổi lễ tại nhà hàng ở quảng trường Punichkaya ở trung tâm thành phố Moscow, nhà hàng McDonald's lần đầu tiên mở cửa ở Liên Xô vào năm 1990. Logo ban đầu của McDonald's được thay đổi thành một vòng tròn màu đỏ và hai đường màu cam đại diện cho cái bánh mì kẹp và món khoai tây chiên. Alexander Gower, đại lý nhượng quyền của McDonald's tại Nga, tiếp quản 850 cửa hàng và ông cùng với đối tác có kế hoạch mở thêm cửa hàng hàng tuần và có thể là 1.000 cửa hàng trong vòng 5-6 năm tới. Thực đơn hiển thị trên màn hình của nhà hàng về cơ bản vẫn giống như trước đây. Ngoài nguyên liệu và thiết bị, nhân viên của McDonald's tiếp tục làm việc tại công ty. Ông Gower cho biết hơn 160.000 công ăn việc làm được liên kết với chuỗi. McDonald's đình chỉ hoạt động kinh doanh tại Nga vào ngày 14 tháng 3. Công ty đã tuyên bố rút khỏi Nga vào ngày 16 tháng 5 và 3 ngày sau đó đã bán tài sản cho doanh nhân người Nga Alexander Gower, người được cấp phép cũ của McDonald's. Trong khi đó, thì bão tuyết đã khiến cho những người đi bộ đường dài mắc kẹt trên núi tại nước Úc. Các nhà chức trách đã cho biết 8 người đã được giải cứu trong trận bão tuyết ở vùng núi Tasmania vào hôm Chủ nhật khi thời tiết khắc nghiệt tàn phá khắp tiểu bang. Các nhà chức trách đã cho hay hai trong số những người đi bộ, một phụ nữ 27 tuổi và một cô gái 16 tuổi, rất may mắn khi còn sống và hiện đang được điều trị tại bệnh viện do hạ thân nhiệt. Hàng ngàn người vẫn bị mất điện vào hôm thứ Hai ở phía Tây Bắc của tiểu bang sau khi trận gió lớn cuối tuần làm đổ đường dây điện và làm ngã cây. Một front lạnh đang di chuyển lên phía Bắc lục địa của Úc gây ra những đợt sóng lớn dọc theo bờ biển tại nơi đây. Đàm phán nguyên tử Iran bị đình trệ. Hơn 14 tháng trôi qua, tiến trình đàm phán để hồi sinh thỏa thuận nguyên tử Iran 2015 chưa đạt được kết quả cuối cùng, thậm chí có nguy cơ đổ vỡ khi giai đoạn cuối đang gặp trở ngại. Iran đã không vội vàng và không lùi bước nhượng bộ những quyền lợi của quốc gia trong đàm phán. Hoa Kỳ mới bên cần Iran trở lại thỏa thuận nguyên tử 2015. Đó chính là vị thế mà Iran tạo ra trên bàn đàm phán tại Vienna, nước Áo trong nhiều tháng qua. Với nhóm P5 Plus One mà Hoa Kỳ chỉ được tham gia một cách gián tiếp, Iran vẫn đang tự lực phát triển đất nước bất chấp những lệnh trừng phạt chưa được gỡ bỏ. Trong một cuộc tiếp Tổng thống Venezuela đang ở thăm Tehran ngày 11 tháng 6, Tổng thống Iran Raisi một lần nữa khẳng định điều này cùng với kế hoạch hợp tác 20 năm với đồng minh Nam Mỹ được ký kết. Những lệnh trừng phạt và gây áp lực đối với Iran trong hơn 40 năm qua đã có rất nhiều, nhưng Iran quyết định biến những biện pháp trừng phạt này thành một cơ hội cho sự tiến bộ của đất nước. Văn kiện hợp tác 20 năm với Venezuela là minh chứng cho ý chí phát triển bang giao trong lĩnh vực cụ thể của hai đất nước. Bản tin Việt Nam đã cho hay Việt Nam là một trong những nước lại bị Hoa Kỳ đưa vào danh sách giám sát do nghi ngờ thao túng tiền tệ. Việt Nam là một trong những nước mà Hoa Kỳ đã đưa vào danh sách giám sát với nghi vấn thao túng tiền tệ. Lý do vì vượt ngưỡng những tiêu chí quy định suốt 4 quý. Báo cáo của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ công bố vào ngày 10 tháng 6 với đánh giá những đối tác thương mại chính về các quy định ngưỡng tỷ giá hối đoái nhằm đạt lại thế đã có quyết định như vừa nêu. Bộ Ngân khố của Hoa Kỳ tiếp tục xem xét các đối tác thương mại trên cơ sở 3 tiêu chí gồm thặng dư mậu dịch song phương với Hoa Kỳ, thặng dư cán cân vãng lai và can thiệp thị trường ngoại hối một chiều kéo dài.
Ngay sau khi có báo cáo của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lên tiếng cho rằng vào năm vừa qua thì phía Hoa Kỳ có tiếp xúc nâng cao với Việt Nam vào tháng 7 của năm 2021 và đạt được thỏa thuận chung nhằm giải quyết các quan ngại của Hoa Kỳ về các vấn đề tiền tệ, tỷ giá của phía Việt Nam. Thêm nhiều công ty Âu Châu đã chọn Việt Nam thay vì Trung Quốc. Việt Nam trong những năm gần đây thu hút sự chú ý của những công ty châu Âu khi những lý do về căng thẳng địa chính trị và chi phí cáo buộc họ tìm kiếm những nơi sản xuất mới ngoài Trung Quốc. Mạng Deutsche Welle của Đức ngày 11 tháng 6 đưa ra nhận định mà theo đó Việt Nam là một trong số những nước Á Châu có sự tăng trưởng kinh tế dù 2 năm đại dịch COVID-19 diễn ra. Và theo dự báo Ngân hàng Thế giới thì năm nay Việt Nam có thể đạt mức tăng trưởng 5.5%. Đó là lý do một số tập đoàn lớn của Âu Châu đang để mắt tới. Cụ thể, nhà cung ứng xe hơi của Đức là Brose, hiện có 11 nhà máy ở Trung Quốc đang xem xét lựa chọn Việt Nam hoặc Thái Lan xây dựng cơ sở sản xuất mới. Tháng 12 năm ngoái, Lego của Đan Mạch đã tuyên bố xây dựng nhà máy 1 tỷ Mỹ Kim gần với thành phố Sài Gòn. Một doanh gia thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Đức Châu Á-Thái Bình Dương Daniel Müller đã nói, nhiều tập đoàn, nhất là những công ty quy mô trung bình, nỗ lực đi vào thị trường Việt Nam và chuyển hoạt động ra khỏi Trung Quốc. Một trong những lý do là lương công nhân tại Trung Quốc tăng lên trong những năm vừa qua khiến thị trường này bớt hấp dẫn đối với những nhà sản xuất chi phí thấp. Thưa quý vị, bản tin tiếp theo được cập nhật đã cho biết, hàng ngàn người đã biểu tình khắp Nam California phản đối việc bạo lực súng đạn. Hàng ngàn người của biểu tình đã khắp ở tiểu bang California vào hôm thứ Bảy, tức là ngày 11 tháng 6, phản đối về nạn bạo lực súng đạn, theo nhật báo của The Orange County Register cho biết. Nhiều đám đông lớn đã tập trung tại Grand Park ở Los Angeles và Howard Mill Park ở Long Beach, Manpeak ở Laguna Beach. Người biểu tình đã giương bảng hiệu ở những khu vực thương xá tại Riverside, phía trước của Pasadena City College và dọc theo cầu tàu của Manhattan Beach. Theo cô Sarah Hardiman, 16 tuổi, thuộc cư dân của Newport Beach, đã cho hay, mùa thu này sẽ lên trung học và cô cũng cho biết việc đầu tiên mà cô sẽ làm khi đến trường là tìm lối thoát và nơi ẩn náu an toàn nhất. Tôi rất sợ, chúng tôi đều rất sợ, cô đã chia sẻ. Chỉ có ở Hoa Kỳ chúng ta mới dạy trẻ em, biết trẻ em ít giá trị hơn súng. Nhiều người biểu tình đã mặc áo màu xanh sáng hoặc màu cam tươi. Có người đã giơ cao bảng hiệu tự làm, ghi tên 19 học sinh và 2 giáo viên thiệt mạng trong vụ xả súng ở trường tiểu học ở Uvalde, tiểu bang Texas. Có người đã yêu cầu cách chức một số chính khách cụ thể hoặc là lên án Hiệp hội Súng trường Quốc gia, hay gọi tắt là NRA. Có người nói đến nỗi lo sợ của chính gia đình họ. Người biểu tình đã đi tuần hành nhiều tiếng đồng hồ, bất chấp là trời nắng gay gắt. Xe hơi chạy ngang đã bóp còi bày tỏ ủng hộ. Những cuộc tuần hành ở Nam của tiểu bang California vào hôm thứ Bảy là nhằm hưởng ứng cuộc biểu tình của phong trào tuần hành vì mạng sống chúng ta được diễn ra khắp nước Hoa Kỳ nhằm yêu cầu Quốc hội cố gắng ngăn chặn nạn bạo lực súng đạn thêm nữa. Thưa quý khán giả, và bản tin địa phương vừa qua cũng kết thúc chương trình tin tức tổng hợp của đài IBC với phần trình bày của sư ngôn viên Hà Anh và Tuyết Nha. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm đón xem và ủng hộ. Cảm ơn những cơ sở kinh doanh thương mại đã đồng hành bảo trợ cho đài. Đặc biệt là IBC Home Shopping với rất nhiều sản phẩm dược thảo đến từ thiên nhiên chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình. Mọi thông tin về sản phẩm và promotion xin quý khách hàng liên lạc về số điện thoại quen thuộc 714-892-5717 để biết thêm chi tiết. Một lần nữa, sứ ngôn viên Tuyết Nha và Hà Anh xin chân thành cảm ơn quý vị khán thính giả và xin được kính chúc cho tất cả quý vị luôn có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều an lạc. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.